Hello mọi người, lại là mình Sunny đây. Chào cả nhà của Sunny nha. Ok, thì ngày hôm qua, có phải ngày hôm qua ông ta không biết mà không nhớ. Thì hôm trước trong bản cập nhật ngày 27 tháng 4 có thông báo là chúng ta sẽ có một cái cập nhật mới trong cái map về virus thay ma mới. Và nó sẽ được cập nhật vào 2 giờ ngày mùng 4 tháng 5, tức là ngày hôm qua. Thì ok, ngày hôm qua nó đã ra mắt những cái map mới rồi nhưng mà mình vẫn chưa chơi thử. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem thử là những cái map đó chơi như thế nào nha. Cái này mình cũng không chắc nha, mình không biết là mình sẽ được di chuyển tới trường học hay là siêu thị thật để chơi, hay là chúng ta sẽ được chuyển thẳng vào trò zombie luôn. Đây nè. Đó, bây giờ mình sẽ bấm thử trò Zombie Virus, Virus Thay Ma để mình xem thử là chúng ta sẽ được chơi map như thế nào ha. Ok, mình sẽ phải chơi nhiều vé để mình biết là sẽ có bao nhiêu map mới hả. Ok, bây giờ vừa hay là đang là buổi tối luôn mọi người, 11 giờ đêm. Bây giờ mình sẽ vào gặp cái ông này để vào map nha. Ok, dù mình muốn muốn chơi. Bây giờ mình sẽ coi thử là nó sẽ đẩy mình sang cái map mới không, hay là cho mình chơi map cũ. Chắc là sẽ không có ai chưa chơi trò này bao giờ đâu ha. Tờ này thì cũng hot, ủa cái map cũ đó mọi người ơi. Chắc là mình phải đợi tới khi nào có map mới thì mình mới chơi để mọi người xem được ấy. Dạ, cho những ai chưa biết thì như có một cái nhóm ở trên Facebook. Bạn nào muốn join vào đó chơi thì gõ tìm cộng đồng Sunny Trang ha. Ở đây tôi sẽ dễ tương tác với mọi người hơn á. Ở đây trở lại video thôi. Ô là trời, mình spam phải 3-4 lần nó mới được ra được map mới nè mọi người ơi. Ê, cái này là map bệnh viện nha. Wow, ê, cái bệnh viện này mình không có rành đường lắm rồi. Chết rồi, chết thật sự. Mấy chết mấy bạn chạy lên lầu nhiều quá, mình phải kiếm chỗ khác. Mình vô đây được không? Vô đây đi ha. Ok, trong này có vẻ ok. Một cái giường. Mình là cái giường. Mình là cái giường nha mọi người. Ê, cái giường nằm đây nó không hợp lý lắm. Cái giường nó phải đi vô trong nó mới hợp mọi người. Đó, cái giường mình, ủa cái giường nó hơi kỳ nha. Không hợp lý lắm, chết, mình phải đi kiếm chỗ khác mọi người. Chết rồi, cái giường nằm đâu? Cái giường nằm ngay chỗ này được không? Không hợp lý nha. Không có giường, giường khó sắp quá à. Mình kiếm cái gì? À, cái xe chắc đơn giản hơn. Cái xe chắc dễ tưởng tượng hơn này đó. Mình sẽ đứng góc này nha. Zombie mà vô cái là mình chạy liền. Chết, zombie quá. Mọi người ơi, zombie tới. Zombie một tiếng mới ghê chứ. Mình phải chạy thôi. Zombie vô phòng, cái là mình chạy liền mọi người. Ở ngoài có 3 con zombie luôn mọi người ơi. Chết thật. Mình cũng muốn làm zombie lắm nhưng mà sao ta, kiểu làm người uống vui á, làm người cũng hồi hộp tim đập bùm bùm đó. Mình spam cũng nhiều ván nó mới trúng được map mới, nên là nếu mà bạn nào muốn chơi thử map mới thì mọi người cố gắng spam nha, ao ra ao vô đó, tắt game đi rồi vào lại. Ủa chết, còn 3 người thôi mà còn tới tận 1 phút lận. Giả sử như mà kiểu là 2 phút dành. Sao biết hay vậy? Sao biết tôi chuyện gì hay vậy trời? Ê, ở đây có người nhé. Ê, ok, mình bắt được người cuối cùng. Chết thật. Do map mà cũng có người biết là chết rồi mọi người ơi. Dễ chết quá. Công nhận, trúc này chơi rất là ok luôn. Muốn chơi lại. Mong là sẽ trúng cái map mới nữa nha. Map mới khá là vui bởi vì kiểu sao ta, mọi người sẽ không đoán được là người chơi sẽ biến thành cái gì á. Những cái map cũ thì nó đã quá là cũ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ không đoán được đó, người chơi sẽ biến thành cái gì và cũng không biết là họ trốn ở đâu. Cái này thú vị. Ê, map mới mọi người. Công an. Ở cái gì, cái chỗ phòng giam đó, cảnh sát á. Phòng giam cảnh sát đó. Ừ, mình hên quá, mình là trúng map mới này mọi người ơi. Hay quá, bây giờ mình sẽ đi kiếm. Mình nghĩ là mình sẽ vô nhà tù quá mọi người ạ. Hay là mình cũng không chờ ta. Không chờ sao nó vô chi quá, cái này không mở được. Cái này không mở được ba. Chết rồi mọi người ơi. Có zombie ở đây, mình phải chạy thôi. Chết rồi, zombie nó đuổi theo mình hả? Có an toàn được không? Có an toàn được không mọi người ơi? Chết thật sâu, khi nào mới vô nó cũng nguy hiểm vậy cả. Có một số bạn kêu là vì map mới nên là thời gian 2 phút là nó quá ngắn. Nhưng mà mình nghĩ nếu mọi người chơi một thời gian mọi người sẽ quen map. Và đến lúc đó thì dù là map mới hay map cũ gì mọi người cũng sẽ kiếm được người nhanh thôi. Thì chứng tỏ là cái này nó không có khó đâu mọi người. Làm người trốn thay ma mới khó chứ là thay ma đi bắt là không khó đâu. Nghe đâu là sẽ còn 3 cái map mới nữa, không biết là mình có may mắn được không ha. Ủa? Mé biết là cái gì vậy? Mé biết là cái bảng mới ghê. Cái bảng này thì chạy được ai trời?
chạy được chết liền má. Chạy được chết liền luôn má. Thiệt sự luôn ạ. Căng thế nhờ. Cái này của đàn kia không cho muốn, không muốn mình thắng mọi người à. Ở ngoài này nè. Mà ngoài này ở đâu nhỉ? Ủa, hai người tưởng bên này mà sao bên mình nó lại hiện tim màu xanh ta? Lại gọi lỗi game hả? Ok, ván thứ ba. Chết hết giờ rồi mọi người. Hết giờ để chơi rồi. Chắc là lát nữa mình phải vào lại á mọi người. Ui, lại phải spam gần cả chục map rồi mình lấy được cái map mới nè mọi người ơi. Map siêu thị nha. Em ơi, thề với mọi người, tìm map mới thì bị khó luôn ấy. Tôi phải đi 2 đêm mà tôi mới kiếm được cái map siêu thị này đây nè. Bây giờ cái map siêu thị này thì nó cũng sẽ không có cho mọi người. Ui, mấy cái giá mà mình hay bỏ đồ ăn đó, nó bị nằm đổ xuống nè mọi người. Ờ, cái này nó cũng bị xích, gọi là nó bị nhích ra nhích vô ấy. Cái này hay nha. Công nhận mặc dù mình không có được chuyển tới những cái siêu thị thật đồ vậy, nhưng mà người ta làm hay quá. Ê, nước. Chết rồi, nước. Nước rồi, nước rồi, đâu ở bên này được đâu. Nước thì nó phải đầu này nè. Nước, ủa. Nước nằm đây nó. Nước nằm đây có hơi vô lý mà. Mực nằm đây nó còn vô lý hơn nữa. Đời nào mà mực nó nằm ở giữa đường này. Trời ơi. Chết. Vô rồi. Hay nha. Này hay nha. Cái này kiểu khó đoán lắm luôn ấy mọi người. Nè, mình nằm trình ình như một cái giá ở bên cạnh, cái này khó đoán lắm luôn ấy. Ê, mình có một niềm tin là mình sẽ qua được vòng này. Cùng xem thử là mình có qua được vòng này hay không nha. Eo đỉnh cao thực sự, hai cái giá nó kiểu mà nếu là mình là zombie ấy, thì mình sẽ tới world thử, chứ mình không có đoán được một người chơi khác là một cái giá bự như thế này đâu. Công nhận mấy cái map mới chơi sướng nha, kiểu mình đâu có đoán được người ta sẽ biến thành cái gì. Với lại kiểu người chơi cũng phải tìm được cái vị trí nào nó ổn áp một xíu để mà đánh lừa được zombie á. Hay thế. Thích map mới rồi đó nha. Mọi người thử rủ bạn bè mọi người vào chơi map mới của zombie đi. Mình thấy khá là thú vị đó. Ôi mọi người ơi. Hay quá, tại vì kia siêu thị nó quá là rộng, với là mình cũng lớn đó mọi người. Nên là mình thắng được màn này rồi nè. Ôi, hai đứa sống trèo nành trong một khu luôn. Kiểu như mà lỡ như mà bạn kia bị bắt thì mình bị bắt luôn đó mọi người. Ok. Thử xem. Ôi, hết giờ rồi, mình spam đẩy ra được có một màn mới rồi mọi người. Ồ, mà cuối cùng mình cũng spam thêm được một cái map mới đây nè mọi người. Map rạp phim nha. Cái map rạp phim này thì mình thấy nó hơi dễ đó mọi người ạ. Tại vì cái không gian thì nó chỉ có 3 không gian chính, là 2 cái rạp với là cái không gian mua bắp nước thôi à. Nên là nếu mọi người cùng trong một không gian thì kiểu gì là mọi người cũng sẽ kiểu kiếm thấy nhau ấy. Ủa, chết rồi. Ủa, chết rồi, cái cửa để đi vô đâu. Ủa, nó không có mở cửa vô hả? Không có mở cửa nhưng mình vào được hả? Ủa? Quá lâu. Mọi người, nó không mở cửa nhưng mình vào được. Vì dựa tới vậy sao? Ê, cái này mình mới biết nha. Ê, nếu mà mọi người có chơi cái ván này thì mọi người thử nha. Mặc dù là nó không mở cửa nhưng mà mình vẫn vào được. Wow, bravo. Ồ, bạn này cũng biết nè. Bạn này cũng vào nè mọi người. Chết thật. hai cái đứa có hai cái ghế màu khác nhau ở trong cái ghế này, nó có vô tri quá không vậy trời. Đến lúc cần thì biến thành cái ghế gì nó bự quá vậy trời. Ô là trời, thiệt luôn á hả. Ôi chơi dậy được luôn á mọi người. Ô, còn có hai người thôi nè. Đến lúc mà cần biến thành cái đồ nhỏ thì nó biến thành cái ghế bự cho bé, không hiểu luôn á. Mà công nhận là cái rạp phim này nó sẽ dễ chứ. Mới nói dễ xong chưa kịp nói hết lời luôn á. Nói chung là vào map rạp phim là kiểu gì nó cũng sẽ nhanh kết thúc lắm. À, nếu mà cái map siêu thị như hồi nãy thì mình nghĩ là nó ok hơn á. Đó, lại hết giờ. Ấy thì mình nghĩ là mình sẽ cho mọi người xem cái ảnh cái map còn lại, phòng trường hợp mình không có spam ra. Chúng ta đã có cái map đồn cảnh sát nè, map bệnh viện, map siêu thị và cái map vừa nãy là map rạp phim. Thì còn một cái map nữa mà mình chưa có chơi thử là cái map trường học.
Thì bởi vì spam cũng hơi khó nên là mình sẽ để lại cái map trường hợp cho mọi người để mọi người tự khám phá ha. Và nếu bạn nào mà cho thử cái map trường hợp rồi thì mọi người có thể comment phía dưới cho mình biết là cái map đó nó khó hay dễ chơi ha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm nút đăng ký để xem bao nhiêu sầm xí gì nha. Tạm biệt mọi người, sayonara, mata ne.